Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình công ty mình mới về được lô micro không dây thương hiệu Adimax model M600. Hàng là về được 200 bộ thì mình chân ra đây để mình quay phim để review giới thiệu đến quý khách. Hàng micro không dây nha. Thì mình sẽ khui thử một bộ cho mọi người xem. Hàng nhập khẩu của công ty Adimax nha mọi người. Đây là hàng chính hãng. Thì ở trong này sẽ có bao gồm là hai tay mic nè. Hai tay mic và một đầu thu. Đây là chiếc đầu thu. Mặt tiền này là mặt tiền nhôm nha, phay nhôm nha mọi người. Rất là đẹp và sắc sảo. Có logo tem cờ của công ty và in chìm cái in lụa trên cái mặt nhôm này, mặt nắp này, logo Adimax. Phía bên này thì nó sẽ có cái logo bằng mica này. Logo này khi mình cắm điện vô là nó sẽ phát sáng nha. Nó có đèn ở trong đó. Tí nữa là mình sẽ cắm cho mọi người xem đèn. Bây giờ mình đang giới thiệu sơ bộ qua. Thì con micro này là nó sẽ có bao gồm là sử dụng 4 anten. Cho sóng của nó sẽ tốt hơn và đi xa hơn. Mình sẽ khui mở nắp ra luôn cho mọi người xem. Thì ở trong đó, trong cái hộp này là nó sẽ có gồm những phụ kiện như thế này. Là nó cho mình pin nè, 4 viên pin, 2 cái chống lăn, một dây hai đầu 6 ly để kết nối qua thiết bị âm ly hoặc văn số và một cục adapter, hai tay mic và 4 anten nha mọi người. Catalog hướng dẫn sử dụng. Đây là tay mic. Tay mic thì được thiết kế bằng vỏ nhôm nha, nhôm nguyên khối nha. Logo Adimax ở trên cái rọ mic này. Và nút bấm có tem ở đây. Rất là chắc chắn nha mọi người. Cái chui phía sau này được làm bằng nhựa nè. Khi mà rớt xuống là nó sẽ không vỡ, tránh va đập. Thì mình đã khui cái hộp xem cái mạch ở trong. Thì đây là mạch vĩ tím nha mọi người. Micro này được đặt sản xuất là ở nhà máy là Bayer nha, cho nên toàn bộ là vĩ tím. Vĩ tím toàn bộ nha. Đầu thu này rất là chất lượng nè. Linh kiện được sử dụng, đây là linh kiện tụ gớm nè. Tụ này mình thường thấy ở trong những cái mạch linh kiện máy vi tính, những cái men vi xử lý ở chất lượng, ở cường độ cao thì người ta sẽ sử dụng những con tụ này. IC xử lý rất là chất lượng, xịn sò. Mạch đèn nè, mạch đèn là mạch nguyên khối nè. Mình sẽ cắm điện lên thử cho mọi người xem cái đèn của nó. Đèn hiển thị màu cam nha mọi người. Thì bên này là sóng, hộp sóng của bên mic 1, hộp sóng của mic 2. Và đây, logo nó là có phát sáng, có đèn nha. Khi mà mình bấm tắt là nó sẽ tắt, mất đèn đi. Giữ tay luôn mấy giây là nó sẽ hiện lên. Thì mic này vẫn có dò tần số tự động này. Có đầy đủ hết. Chỉnh volume lớn nhỏ là ở đây. Set tần số tự động. Bên này là của mic 2, bên này là của mic 1. Về phần tay mic
Tay mít thì ở trong ruột tay mít là vẫn màu tím luôn nha mọi người. Ở đây là ở dưới chui mít là sẽ có cái logo với lại cái model của sản phẩm, và có cái tem tem 7 màu nè, tem chống hàng giả nè của công ty Adimax. Mít là được làm bằng vỉ tím, đồng bộ tím hết nha. Hàng chất lượng nha mọi người, cho nên yên tâm. Được bảo hành 24 tháng và đổi mới trong vòng 1 năm nếu gặp sự cố kỹ thuật nha. Hàng rất là chất lượng nha. Để mình dặn cái đầu mít ra cho mọi người xem cái đầu ở trên. Này, nó sử dụng cái đầu côn rất là xịn. Cũng màu tím luôn nha. Combo là tím. Tím từ trong ra ngoài luôn. Đó. Đầu này hút tiếng rất là mạnh, tiếng rất là hay và không bị vỡ tiếng nha. Quý khách nào mà mua micro hoặc là thiết bị âm thanh karaoke á thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại hotline 0933 591070 hoặc là kết bạn Zalo với em. Bên em là chuyên cung cấp thiết bị âm thanh karaoke, quán bar, phòng trà, nhà hàng, tiệc cưới, những âm thanh chuyên nghiệp thương hiệu như là CAF này, Adimax, Idea. Đó. Đây. Showroom em nằm ở số 115 Nguyễn Ánh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12. Quý khách nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho em nha. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của em. Nhớ bấm like và subscribe để chia sẻ nha. Để xem có những sản phẩm mới thì em sẽ up lên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Mình sẽ test chất âm của con micro M600 nhé. Đó, một lần đây đang cát cho đầu của mình này nó nhảy nhảy, thấy không? Thì tiếng rất là nhẹ. Lột 2, 6, 7, đang kết nối của mình trong bằng số A6 của xe này, mình tắt này. Lô 267 2. Mình sẽ test cái chức năng mà rớt và nó sẽ tự ngắt ra. Mọi người để ý xem nha. Lô 1267. Bóc lên là alo được. Lên 1267. Thả xuống là nó sẽ tự ngắt luôn nha. À, mọi người thấy không? Không có tiếng động bụp bụp. Lô 267 chuẩn bị. Thấy chưa? Ngắt luôn phải không? Cái này là nó có gia tốc và tự rơi á, tự ngắt á. Khi mà nó rơi xuống đây sẽ tự ngắt. Lên 267. Xài rất là an toàn luôn nha mọi người. Rớt xuống là sẽ không bị tiếng nổ bực bực ở trên micro, trên loa. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha.